Hello, xin chào tất cả anh chị các bạn nhá. Vâng, xin chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Và xin phép được giới thiệu tới tất cả anh chị các bạn một cái cục cẩm chì các ông ba. Vâng thì cực phê rồi. Đây lõi đây các bạn, thật rất to. Cục này 60 kg các bác nhá. Kích thước là cao 89, ngang đây là 38 và sâu là 30. Chỗ này là được 30. Đấy. Trên đầu đấy. Vâng đây các bác này. Trên đầu thì chiều này được 24. Chiều đây được 16. Còn vân còn lõi trên đầu được 15 10 đấy, lõi trên đầu đây vân này các bác này, còn lõi dưới đây là quá to này, đục tượng đứng là bao phê luôn này chị bạn nhé. Hàng đông đặc, hàng đông đặc, rác thì tươi, vân vip lắm các bác nhé. Đấy, đục tượng đứng là bao phê, tất cả xung quanh đây là lõi hết rồi, bật lõi hết rồi, mặt trước đây rục cũng gần lõi hết rồi. Rồi cho các bác xem đế nhá. Ui, xem lại tí vân tí các bác này. Quá phê. 60 kg anh chị các bạn nhé. Đấy, đế đây. Lõi này. Lõi từ đây. Qua đây. Đấy, lõi này. Lõi đấy. Đấy. Đây là nhẵn như cái trôn. Tí xíu đây các bác này. Như con tay em thọc vào đây. Hai đốt ngón tay. Vâng, anh chị các bạn nào thiện chí thì liên hệ em số điện thoại 0338 918 991 nhé. Vân đây ạ. Quá đẹp luôn này chị bạn nhé. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.